người trong đoàn cùng. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, ngày mà người ta phải lao vào công ăn việc làm, ngày mà người ta phải đầu tắt mặt tối. Ấy thế mà buổi chiều hôm nay anh chị em vẫn đến đông và rất đông. Đây mà là một dấu lạ, đây là một phép lạ của lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần đến và người ta được đầy tràn Thánh Thần, người ta vui mừng phấn khởi hân hoan dưới lời chúc tụng lời khen Chúa. Đây là một dấu lạ tỏ tường cho thế giới vô thần, cho thế giới không nhận biết Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nhận ra dấu chỉ là chính những con người bằng xương bằng thịt đang hiện diện ở đây. Họ là những người Việt Nam đang định cư tại đất Úc, đang làm ăn sinh sống tại đất Úc. Họ là những người tôn giáo, họ là những người không tôn giáo. Họ là những người ở Sydney, ở nhà thờ Bairstow. Họ là những người ở những tiểu bang khác, ở Melbourne, ở Brisbane và nhiều tiểu bang khác. Họ đã lặn lội cả mấy ngàn cây số để đến đây để thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể, để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, để cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Giờ phút này đây, chúng con dâng lên Chúa lời chúc tụng tôn vinh, lời khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa thương đến những anh chị em đau ốm, bệnh hoạn tật nguyền, những người mắc những căn bệnh đang đi chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được. Xin Chúa thương đến những người đang nằm liệt trên giường bệnh, đang ngồi trên xa lăn. Xin thương đến những người phải vất vả, thức lâu, chầu mỏi, chăm sóc những người bệnh ấy. Xin Chúa thương đến tất cả chúng con, những con người đau ốm, không thân xác thì tinh thần. Những con người đau khổ, khủng hoảng về vật chất tinh thần. Những gia đình đang sẵn đứt có nguy cơ đổ vỡ. Những gia đình bất hạnh phúc vì có người thứ ba xen vào. Những gia đình xào xáo nhau vì tranh chấp công ăn việc làm, nhà cửa ruộng đất. Những gia đình có những người con đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá. Những gia đình đang có những tranh chấp. Những gia đình đang đau khổ, khủng hoảng về tinh thần vật chất. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chúng con đến dâng lên Chúa suốt tuần lễ mới này, dâng lên Chúa suốt 9 ngày tinh tâm mừng Chúa Giáng Sinh, dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang hiện diện nơi đây, và dâng lên Chúa những người không thể đến được với chúng con, những
người khao khát muốn đến mà không đến được. Xin Đức Chúa, những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với chúng con trên phương tiện truyền thông online để khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới qua chương trình lòng thương xót. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Oh, yeah.
hình dạng. Mỗi người ngước nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể trong giây phút thiêng thánh này, ấy tâm sự với Chúa, ấy nói khó với Chúa, ấy thỏ thẻ với Chúa, nhưng nỗi niềm, nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Những lời cầu, lời khấn, lời nguyện giờ đây anh chị em hãy thương lên với Chúa. Chúa đang lắng nghe yêu lòng của mỗi người chúng con. Chúa đang thấu hiểu, thấu cảm những gì sâu lắng nhất trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúa đang nhìn đến những nỗi khốn cực, khốn cùng nhất của mỗi người chúng con. Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con lời bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Vì thương xót chúng con, Chúa lập bí tích thánh thể để ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, ở với chúng con mọi ngày để chịu đựng chúng con, ở với chúng con mọi ngày để kiên nhẫn uốn nắn sửa chữa chúng con, ở với chúng con mọi ngày để cảm thông những nỗi đau, những nỗi niềm, những nỗi vất vả chuyên chuyên trong phận người của mỗi người chúng con. Chúa ở với chúng con trong tâm hồn chúng con. Chúa ở với chúng con ngay cả trong con người tội lỗi yếu đuối nhất của mỗi người chúng con, những người xì ke ma túy bao nhiêu năm rồi, những người bỏ xin tội rước lễ nhiều năm nhiều tháng, những người khô khan ngồi lạnh tội lỗi. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ và ở với những con người ấy, ở với chúng con để chia sẻ phần người của chúng con. Ôi Chúa Giêsu thánh thể ơi, con yêu mến Chúa lắm. Chúa yêu con bao nhiêu thì con cũng cố gắng để đáp lại tình Chúa được chừng nào hay chừng ấy. Vì Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con mê tiền, mê của, mê danh, mê lợi, mê thế gian hơn cả về Chúa. Chúa biết chúng con chạy theo những con người của thế gian hơn cả chạy theo Chúa. Ấy vậy mà chiều hôm nay chắc Chúa vui lắm. Chúa nhìn xuống mỗi một người chúng con đang quỳ trước Chúa đây, già có, trẻ có, thiếu nhi có, người ngoại đạo có, người ở phương xa đến, người ở địa phương này. Và biết bao nhiêu những anh chị em đang hiệp thông với chúng con khắp nơi trên toàn thế giới trong giờ chiều này. Chúa vui lắm phải không Chúa? Chúa xúc động lắm phải không Chúa? Chúa thương chúng con nhiều lắm phải không Chúa? Chúa ơi, con yêu mến Chúa. 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 Mời cộng đoàn cùng hát bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính hầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Chiêm ngồi xuống và chuẩn bị để bước vào thánh lễ.